Yeah, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa, trân trọng kính chào Thánh. Chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa ở đây. Chúng ta đang học hỏi và suy gẫm trong Nehemiah đoạn 6 sau khi chúng ta đã học hết đoạn 5. Bây giờ chúng ta đang ở trong đoạn 6. Đoạn 6 chúng ta học với nhau phần giới thiệu uh, trong uh, nguyên đoạn 6 rồi. Hôm nay chúng ta đi từng chi tiết một. À, vô cái, um, cái phần đầu tiên ở trong đoạn 6 đó là mình học từ câu 1 đến câu 3 của Nehemi với một cái, um, cái phần nhỏ uh, trong cái uh, đề tài là nhận diện ra những chiến thuật của Satan hay là của kẻ chống đối hay là kẻ thù. Uh, thưa quý vị um, trong cái phần đầu tiên mình học với nhau, đó là nhận diện ra cái chiến thuật lừa dối của kẻ chống đối à, Nhận diện ra chiến thuật à, lừa dối của Satan Hay là nhận diện ra chiến thuật lừa dối của kẻ thù à, Tôi đọc ở trong Nehemi đoạn 6 câu 1 đến câu 3 Để chúng ta thấy được cái điểm đó như sau Khi sang Ba Lát Tobia Gesem là người Ả Rập và các kẻ thù khác của chúng tôi nghe tin tôi đã xây sửa tường thành và không còn lỗ hỏng nào nữa. Mặc dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa thì sang Ba Lát và Gesem sai người đến nói với tôi xin mời đến chúng ta sẽ gặp nhau ở một làng nào đó trong đồng bằng Ono nhưng chúng âm mưu hại tôi. Tôi sai sứ giả đến nói với chúng, tôi bận làm công trình lớn, không thể xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông? Chúng ta cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con đã đọc lời của Chúa và lời Chúa cũng đã được ban cho chúng con ở tại đây. Bây giờ xin Chúa bày tỏ sứ điệp của Chúa để chúng con nắm bắt và hiểu rõ được lời của Ngài hầu chúng con biết áp dụng trong đời sống của chúng con cảm ơn chúa rất là nhiều con trao phó thì giờ đặc biệt này ở trong sự thăm viếng của chúa chúng con sẽ thảo luận với nhau. Bây giờ chúng con học trước, rồi thứ bảy chúng con sẽ thảo luận với nhau. Xin Chúa thương xót thăm viếng đặc biệt cho để chúng con có một thời giờ thảo luận học lời Chúa rất gần gũi ở trong lời của Chúa và nhận lãnh được sứ điệp của Chúa cho chúng con. Tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, yeah, chúng ta bắt đầu. Um đi sâu hơn một tí ý vào trong cái uh, uh, chiến thuật của Satan ở đây hay là chiến thuật của kẻ thù chiến thuật của kẻ thù đối với Nehemi ở đây là gì thưa quý vị khi nói đến sang Balak, Tobia, Gesem uh, và những kẻ thù khác thì chúng ta biết rõ cái nhóm người này là ai từ đoạn 1 cho đến đoạn này đúng không? À, trong đó tôi sang Balak, Tobia là những người đầu tiên hết đó rồi quân đội samari rồi à, người amon một số người khác họ hiệp lại với nhau để chống đối nehemi và những người à, lưu đày của jerusalem còn sót lại họ trở về để họ xây sửa lại bức tường thành jerusalem và xây lại mọi sự đổ nét của thành và thưa quý vị khi đọc à, khi học từ đoạn 1 cho đến bây giờ đó chúng ta thấy rằng đặc biệt cái chỗ cái có một cái cổng phân đúng không cái cổng phân là chỗ nó dơ giấy bẩn thiểu mà phải sửa lại chỗ đó và nhiều chỗ đổ nát khác nữa và phải nói cái việc xây sửa lại thành Jerusalem này nó là một cái việc hết sức là khó khăn và đầy nhiều khê và rất phức tạp à, đối diện với mọi sự bẩn thiểu ô quế À, sự đổ nát cũ kỹ mục nát à, thối rửa nhiều thứ ở trong cái thành Jerusalem à, sau mấy mươi năm bị lưu đày và nằm ở dưới sự tàn phá của những cái thế lực à, chỉ biết à, chỉ biết lợi cho mình mà không biết xây sửa gì cả mà bây giờ người ta xây sửa lại thì lại chống đối à, nhiều thứ cho nên thưa quý vị đôi khi tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ học lại cái chương 6 này mình thấy rằng là phải nói rằng có những cái kẻ thù ở đâu nó đến hay những người chống đối ở đâu đâu nó đến mình không hiểu được. Mình không hiểu được cái việc của Nê Mê làm mà tôi cũng không hiểu tại sao nó có kẻ thù. Ông, ông hy sinh mình đọc nhất là mấy đoạn trước mình học đó. Có người hy sinh không có màn lợi lộc gì cho mình cả mất thì giờ tốn công tốn của tốn sức tốn năng lực cực nhọc đang làm quan tử chánh ở triều đình ngon quá đang làm quan tử chánh cho vua ác ta sạch sẽ ngon quá cái vị trí ngon lành quá tự nhiên phải trở về đây để làm mấy cái chuyện này để làm gì À, trở về đây làm những cái chuyện như thế này đó nó ở trong một cái tình trạng phải chi có nhiều người ủng hộ đứng với mình thì cũng được đi trong khi đó bao nhiêu cái sự khó khăn cần phải sửa sang lại bao nhiêu cái ô quế cần phải dọn sạch đi bao nhiêu cái gãy đổ mục nát cần phải được thay thế và xây sửa lại quá nhiều thứ mà đáng lẽ cộng tác với ông để xây sửa lại thì không Nhưng lại chống đối Mà không những chống đối mà thôi Chống đối ở cái mức độ là trở nên kẻ thù luôn Và thậm chí rằng là muốn, muốn mời ông dụ ông đi ra đến một nơi nào đó Ở một làng nào đó Để trong đồng bằng Ono Để xử ông Nhưng mà cảm ơn Chúa Nehemi nhận diện ra điều đó Nemi nhận diện ra cái âm mưu mà họ muốn hại ông như thế nào. Cho nên ông gửi lại một cái 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 statement đó là ông gửi lại là gì? Tôi bận lo làm công trình lớn, không thể xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông? Nó vừa dứt khoát, nó vừa rõ ràng và nó vừa cho họ thấy được rằng Nehemi đã nhận biết cái cái âm mưu của họ thưa quý vị tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ lại dường như đây là cái bản chất của vấn đề khi thật lòng thẳng thắn thanh liêm chánh trực à, hết lòng chân tình lo công việc chúa thì cái điều lý tưởng nó không xảy ra đó là sẽ có nhiều người đứng với mình để hoàn tất công việc nhưng ngược lại có nhiều người lại đứng lên chống đối và làm cho trì trệ công việc. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái điểm này ở trong cuộc đời của mình. Và rõ ràng tiên trong Timothée sứ đồ Phaolô cũng có nói miễn chúng ta sống tìm kiếm cho Chúa thì sẽ bị bắt bớ. thưa quý vị, cái sự bắt bớ ở trong cuộc đời của mình đôi khi nó là phần phước. Nhưng thưa quý vị, cái sự chống đối giữa anh em mình và những người tưởng đứng với mình để xây sửa công việc, để dọn lại những sự thối nát, sửa lại những sự mục rửa và dọn dẹp những sự thối nát nhất là cái chỗ của cổng phân đó ờ, dọn cái chỗ cổng phân đó để xây sửa lại cái cổng phân đó nó vừa bẩn thiểu nó vừa bất khiết nó vừa đủ thứ mà cũng phải làm mà tại sao không ai đứng vô làm không nhiều người đứng vô làm mà nhiều người chống đối mà kẻ thù nó không chỉ bên ngoài mà nó là còn ở bên trong nữa cho nên thưa quý vị, tôi ngồi ngẫm nghĩ lại chỗ này phải nói là cái bản chất của cái chỗ này, của vấn đề này nó là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không không làm gì hết thì không bị chống đối, không có kẻ thù. Cứ ngồi yên đó. Cứ hưởng chuyện của mình, lo xong chuyện của mình là xong. Đừng quan tâm gì cái chuyện hư hại chỗ này. Chuyện hôi thúi chỗ kia. Chỗ bẩn thiểu chỗ nọ chỗ mục nát chỗ này gãy đổ chỗ kia không cần quan tâm đi đi đâu cứ để y như vậy đi cứ lo cái chuyện của mình xong thôi về nghỉ là không có chuyện gì hết Sẽ không có ai chống đối cả nhưng mà đối với mi ông không phải nếu ông muốn làm như vậy là ông vẫn giữ mình ở kinh đô ông vẫn giữ ở làm quan tử chánh ở trong triều đình ở dưới sự lãnh đạo của vua ataxexe Tại sao phải trở về đây chi cho cực vậy? Tại sao phải phải gắn gắn cuộc đời của mình vô chỗ này chi cho cực vậy? Ở ngay cái chỗ bao nhiêu người tôn trọng không ưa Tự nhiên đi đâm đầu vô cái chỗ này để làm gì? Để cho người ta coi thường Người ta khinh dễ Kinh dễ cho đến nỗi mà nói kinh quý vị nhớ những đoạn trước không? Cô chỉ cần một con tròn nó bò qua thôi. Thì cái bức tường nó cũng sập rồi. Đừng nói chi là say. Đừng nói chi là hoàn tất. Kính thương như vậy. Nhưng thưa quý vị. Càng học chúng ta càng thấy được. Cái sự kiên trì. Của Nehemi ở trong cái chỗ này ai làm gì đó làm ông vẫn cứ vững như kiền để ông cứ tiếp tục trung tín ở trong chức vụ trong sự kêu gọi để tiếp tục hoàn tất công việc chúa giao không để những sự chỉ trích bắt bớ chống đối đó làm trì trệ công việc của mình ông vẫn lại tiếp tục nhìn chăm xem chúa thực hiện công việc của chúa nên cảm ơn Chúa nhìn vào bài học của Nehemi chúng ta thấy. Khi hết lòng hầu việc Chúa. Khi hết lòng thẳng thắn hầu việc Chúa. Khi hết lòng hoàn tất công việc Chúa. Khi chân tình hoàn tất công việc Chúa. Thẳng thắn hoàn tất công việc Chúa. Thanh liêm hoàn tất công việc Chúa. Quý vị thấy ông ông không mười, mười mấy năm, mười hai năm làm thống đốc không lãnh lương mà mỗi một ngày nhà ông dọn ra cho những người những người ăn đó đọc cuối đoạn năm mình sẽ thấy. Không biết ở đâu mà có thể cung ứng cho chừng đó người. Nhưng mà không than vãn. Không lạm dụng. Không tìm ích lợi tư lợi cho mình. Cứ trung tín làm công việc của Chúa ở đâu Chúa cứ tiếp trợ vậy thôi mà lo công việc Chúa. Và thẳng thắn thanh liêm không lạm dụng ai, không bắt chẹt ai, không đứng ở cái chỗ có quyền có thể muốn làm gì đã làm, mà trở nên một người phục vụ rất là chân tình, rất là yêu thương, rất là gần gũi. Anh cảm ơn Chúa về cái hình ảnh của Nehemiah tại đây. Và đặc biệt là ông có nhiều kẻ thù. Kẻ thù ở bên trong lẫn kẻ thù ở bên ngoài. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm và mình học lỗi với nhau. Và vấn đề tôi đặt ra là khi đối diện với những chuyện như vậy bằng cách nào mà Nehemi có thể tự bảo vệ mình khỏi những cái sự tấn công và mưu mô của những người đó thì cảm ơn Chúa là Nehemi có một sự nhạy bén hết sức là đặc biệt ông nhạy bén để ông nhận diện ra cái sự lừa dối của của những kẻ chống đối ông họ mời ông đi đến họ sai người đến mời ông đi đến một cái làng nào đó ở trong đồng bằng Ono để gọi là gì đó à, thảo luận một chiến thuật hòa bình chắc Giống như là Ukraine với lại Nga hợp lại một chỗ nào đó để thảo luận một chiến lược hòa bình. Nhưng thưa không, Nemi nhận diện ra bản chất của những người này. Cho nên ông khước tự. Ông viết một cái cho người nói là gì? cho người nói là tôi bận rồi, bận lo công trình lớn rồi, không thể xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc mà đi gặp các ông? Thưa quý vị là con dân Chúa chúng ta nên nhớ cái câu mà Chúa Giêsu nói về bản chất của Satan ở trong dân đoạn 8 câu 44. Satan là kẻ nói dối và cha của sự nói dối. Cho nên những người làm theo sống theo cách đó nó nằm ở dưới hình ảnh và sự ảnh hưởng của satan vì vậy là người tiên chúa chúng ta nên nhớ điều này không bao giờ quên đó là satan ngày và đêm nó đang lừa dối chúng ta đó là chiến thuật đầu tiên của nó cái chiến thuật số một của nó nó lừa dối chúng ta nó lừa dối rất nhiều thứ nó lừa dối chúng ta không phải lừa dối chúng ta đi ăn trộm ăn cắp ngoài kia. Giết người cướp của không phải. Nó lừa dối chúng ta. Nó chỉ cần lừa dối cái vị trí của chúng ta ở trong Đăng Christ. Cái chỗ đứng của chúng ta ở trong Đăng Christ. Cái quyền làm con của chúng ta ở trong Đăng Christ. Nó chỉ lừa dối chừng đó là đủ đánh gục cuộc đời của mình. Khi chúng ta thấy một người nào đó tự nhiên cái phạm tội tự nhiên cái làm sai điều này tự nhiên cái làm sai chuyện kia là mình tự đặt tự động có vấn đề đánh lừa mình ngay và đôi khi chính mình phạm một điều sai trật nào đó nó đánh lừa mình ngay nó gạt mình ngay ủa người tin lành đó à ủa anh tin chúa mà anh nói anh con chúa mà anh nói về tin lành hay lắm tin lành tốt lắm mà ủa sao vậy ồ bị lừa dối ngay bị lừa dối liền thưa quý vị nó lừa dối những người tin chúa về cái tương lai của mình tương lai thiên đàng làm gì có chuyện đó mơ hồ không thực tế ăn cơm trên ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời tào lao lừa dối chúng ta nhiều thứ lắm lừa dối chúng ta về cái cách suy nghĩ của mình mình suy nghĩ thiên liêng một chút là có vấn đề mình phải suy nghĩ xác thiệt một chút à. suy nghĩ về về đời này một chút à. phải có chút gì với núi sông ở đời này mới được chứ không có chút gì với núi sông ở đời này không sống được không có chỗ đứng thế là cái cầm cùi vào cho để cho có gì với nuôi sống cực nhọc vô cùng nó lừa dối chúng ta trong cách chúng ta tiếp cận với bạn bè tiếp cận người này với người kia ồ thưa quý vị chúng ta những cái tiếp cận đó trong cuộc sống nó dễ, nó dễ gạt chúng ta lắm. những người có gia đình có có con có cái rồi đi ra cũng bị gạt với mối liên hệ này với mối liên hệ kia tùm lắm hết á chúng ta bị gạt thường xuyên và thậm chí Satan tăng nó lừa gạt chúng ta nó lừa dối chúng ta qua cái cách ăn bận của mình có những người nữ ăn bận chẳng đâu vô đâu cả và cứ nghĩ đó là là đẹp đó là tôn vinh chính mình lên vẻ đẹp của mình lên có những người son phấn lè lẹt có những người chẳng chẳng coi gì chẳng quan trọng đến những điều đó thưa quý vị tất cả đều bị đánh lừa hết nếu mình cầu nguyện để chúa cho mình nhạy bén để mình biết rằng cái chỗ nào của mình để mình không bị đánh lừa chứ nhiều người nhiều con dân chúa mệt mỏi mệt mỏi đuối đắm mình vào trong những cái cái kế mưu sinh làm giàu rồi đôi khi làm giàu không đúng rồi cuối cùng lãnh quả vào thân tham lam cái này tham lam cái kia tham lam tiền của người này tham lam tiền của người kia có những người đi vào cái phải ngồi tù bởi vì tham lam tiền bạc của của công nhiều thứ lắm mình bị lừa dối rất nhiều thứ. Rồi thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, mình bị lừa dối bởi vì thiếu tự tin vào, vào con người của mình. Đôi khi mình thấp một chút cái mình cũng thiếu tự tin về chính mình. Mình cao quá thì mình cũng mắc cỡ về về chính cái con người của mình. Mình cũng không được À, à, đầy đủ, đầy trọn lắm rồi cũng tự ti về con người của mình, thân thể của mình. Rồi ăn rồi mình cứ tập trung vào những cái chuyện đó hoài. Có những người ăn rồi cái tập trung vào mấy cái hột mụn ở trên mặt. Có những người ăn rồi tập trung vào những cái sợi tóc bạc ở trên đầu. Có những người tập trung vào những cái tiêu cực ở trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị. Mình tất cả những điều đó Mình bị đánh lừa hết rồi chí có những người không, không tự tin vào những gì mình có nữa. Thiếu tự tin vào Những cái gì mình đang sợ Thưa quý vị Ai trong chúng ta cũng có một cái đặc biệt riêng Đừng có đừng so sánh Để rồi mình thấy mình thiếu cái này Mình thiếu cái kia Đúng có thể là mình không có cái này Không có cái kia Nhưng đó không phải là của mình Chúa tạo dựng nên con người của mình nó chỉ có một mình mình là duy nhất thôi. Không có con người thứ hai như chúng ta. Chúng ta có những cái người khác không có và người khác có những cái mình không thể có được. Vì đó không phải của mình. Vì vậy là người tin Chúa chúng ta nên khám phá ra dùng cái thì giờ mà mà nhìn thấy cái thiếu sót này, thiếu sót kia của mình đó và dùng cái thì giờ mà mình thấy người này có cái này nhìn thấy người kia có cái kia rồi mình so sánh với nhau đó. Mình dùng cái thì giờ đó mình yên lặng trước sự thương xót của Chúa để mình khám phá ra mình là ai, mình có cái gì, mình mạnh cái điểm nào, mình yếu cái điểm nào. Chúa ban cho mình những cái ân tứ nào. Thưa quý vị, Chúa dựng nên cuộc đời của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta đầy đủ mọi thứ để chúng ta sống đầy trọn nhất cho con người của mình. Ở trong sự thương xót của Chúa. Để hoàn tất sự kêu gọi của Chúa, sự đặc để của Chúa trên đời sống của mình ngay tại đất này. Chứ không phải Chúa ban cho mình một cách đầy đủ nhất để rồi chính mình cho rằng mình thiếu cái này Mình thiếu cái kia, mình thiếu cái nọ Rồi mình ăn rồi mình nhìn thấy Ô ông đó có cái này Ô chị kia có cái kia Rồi ông này không có cái này Bà kia không có cái kia Người nào có thì mình khen Người nào không có mình chê Ô Chúa không dựng nên chúng ta sống tại đất này Để bị đánh lừa liên tục như vậy Chúa dựng nên chúng ta và đặt để tất cả mọi sự trong cuộc đời của mình. Để chúng ta làm một việc, nhìn thấy những điều đó, trân quý những điều mình có và sống hết lòng, sử dụng nó hết lòng một cách chân tình ở trong cuộc sống của mình, hầu hoàn tất sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình. Đừng để bị đánh lừa tiếp tục nữa. Khi mình để bị đánh lừa như vậy, mình sẽ không sống kết quả tốt nhất cho đời sống của mình, cho gia đình của mình và cho hội thánh của mình. Nên có những lần, á, quý vị để ý đi, mình chưa bắt đầu làm là mình đã sợ rồi, không biết làm có được không. Chưa làm mà, mà đã, đã 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 thấy thất bại rồi. Anh thưa quý vị, mình cầu nguyện để Chúa nâng đỡ mình chúng ta đang sống trong một xã hội và trong xã hội này anh nằm ở một cái cái thời điểm đầy dãy sự lừa dối, Quý vị đi đâu cũng gặp sự lừa dối đúng không? Mà thậm chí mình nhìn vô thẳng con người của mình, mình cũng lừa dối chính mình nữa phải không? Rất nhiều lần mình lừa dối chính mình nè. À. Tôi không biết quý vị có lừa dối chính mình hay không Nhưng mà tôi thấy chính mình đã lừa dối chính mình đã rất nhiều lần Nhưng có những lúc mình bề ngoài nó thật sự không cần thiết Tôi thất bại những điều đó rất nhiều lần Cho nên tôi, tôi học cái bài học lớn đó cho đời sống của mình Cho nên đối với cái, cái nguyên tắc của tôi đó nếu ai không hiểu đó, thì sẽ rất dễ bực bội tôi nhưng khi hiểu rồi thì sẽ đó là cái nguyên tắc làm việc của tôi cái chuyện nào nó ra chuyện đó lúc nào nó ra lúc đó lúc đi ăn uống nó khác lúc đá banh nó khác lúc ở trong nhà thờ nó khác lúc trên tòa giảng nó khác chứ không phải mình mình ăn rồi đi ra ngoài săn banh rồi cũng như ông cụ non, Ở đi chợ cũng như ông cụ non. Thưa quý vị, mỗi mỗi cái môi trường mình nhờ ơn Chúa mình thấy được cái chỗ nào. Lúc làm việc, lúc hợp hành, lúc nào thẳng thắng, lúc nào cứng rắn lúc nào mềm mại lúc nào cần phải dứt khoát chứ không có vị nể mình không để cái cảm xúc nó lừa dối chính mình mình không để tình cảm nó lừa dối chính mình đôi khi trong công việc đó dễ bị tình cảm lừa dối rồi có những chuyện mình cần phải tâm tình một cách thẳng thắn tại mình không mình lại vuốt ve chuyện này, mình vuốt ve chuyện kia, để rồi nó, nó chính mình lừa dối lẫn nhau và đó là cái cách mà Satan nó làm cho mình không thể sửa được những cái cần sửa. Có những cái nó không thể để tiếp tục được, mình phải thẳng thắn đối đầu với nó, giàu cho tạo nên kẻ thù cũng sẽ phải đối đầu với nó. Cho nên thưa quý vị mình cứ thẳng thắn nhờ ơn Chúa đừng để mình bị lừa dối ở trong nhiều phương diện ở trong cuộc đời của mình. Nên chúng đôi khi thưa quý vị, Satan nó lại có những cái lừa dối cũng ngặt lắm, cũng đặc biệt lắm. Nó lừa dối về về chính Chúa nữa trong cuộc đời của mình nữa ạ. Satan lừa dối Nó nói rằng nó là vua cầm quyền Của thế gian này chứ không phải Chúa cầm quyền của thế gian này đâu Nó là vua cầm quyền Của thế gian này Nó cho được nhiều thứ lắm Cho nên rồi cuối cùng quý vị thấy Bao nhiêu người hùa theo Bao nhiêu người hùa theo đó Mà Chúa thì không theo Theo toàn gì đâu không mà. Cho nên phải nói là mình ăn sống ở trong một cái thế giới mà thế giới này bị lừa dối ở dưới có một sự lừa dối rất là kinh hoàng và xã tăng nó chính là vua cầm quyền của chốn không trung này và nó đang lừa dối từng cuộc đời của chúng ta thậm chí có những người bị lừa dối bởi những sự đẹp đẽ phải không như như những đoạn trước mình những đoạn kinh thánh sáng thế ký mình đọc đó nhiều người bị lừa dối bởi sắc đẹp và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy cái gì đẹp là dễ bị dễ mình bị dễ bị gạt lắm cho nên nếu muốn gạt người khác là phải đẹp cho nên những cái người gọi là marketing đó họ làm cái gì cũng thiệt là đẹp để thu hút người khác và đó là cái chiến thuật của Satan. Nó dùng vẻ đẹp để nó lừa dối. Nó đánh gạt từng cuộc đời của chúng ta, dân sự của Chúa. Nếu ngồi kể ra nhiều thứ nó đang gạt chúng ta lắm. Nhưng mà vấn đề tôi đặt ra là gì? Làm thế nào để chúng ta đối đầu với nó? Làm thế nào để chúng ta nhận diện ra những sự những cái chiến lược của Satan? Bởi vì nó nó muốn gạt thì nó phải tinh vi. Và nó phải tinh vi thì mình mới mới thất bại được. Và nếu nó nó gạt mà mà nó không thắng thì nó gạt để làm gì? Cho nên thưa quý vị, những luật sư đó rất nhiều luật sư họ không nhận những cái case không phải là case nào họ cũng nhận. Trường hợp nào họ cũng nhận họ phải xem được những cái case nào họ nhận mà được thắng thì họ mới nhận sa tăng cũng vậy thôi tôi không muốn dùng nói lực sư là giống sa tăng thưa không phải đừng hiểu làm tôi cái đó sa tăng ở đây nó cũng vậy khi nó ra trận là nó biết nó thắng nó cảm dỗ là nó biết nó thắng nó lập mưu là nó biết nó thắng cái phần trăm thắng nó rất cao cho nên thưa quý vị, nó rất tinh vi, tinh vi đủ, xảo quyệt đủ để đánh bại từng cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta không tinh vi hơn, chúng ta không khôn ngoan hơn, chúng ta không trong sáng hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Thưa quý vị, như vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận diện ra những cái mưu nó, những cái mưu trước lừa dối này hay là những cái chiến thuật lừa dối này của Satan? Cái điểm thứ nhất là phải nuôi mình ở trong lời của Chúa. Không nuôi mình ở trong lời của Chúa. Không sống trong lời của Chúa hàng ngày. Chúng ta vô phương nhận diện ra mưu trước của nó. Chúng ta sống trong mưu trước của nó hàng ngày. Để dùng cái chữ là sống trong mưu trước luôn đó. Chứ không phải là thất bại không mà thôi sống trong mưu trước của nó hàng ngày nếu chúng ta không sống trong lời của Đức Chúa Trời hàng ngày. Thưa quý vị, trong Hebrew đoạn 5 câu 13 đến câu 14 cho chúng ta thấy như thế này. Ai uống sữa thì chưa hiểu được đạo công lý, công chính vì còn thơ ấu. Nhưng ai ăn thức ăn đặc dành cho người trưởng thành. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng để phân biệt điều lành và điều dữ. Nhờ luyện tập chính mình ở trong lời của Chúa. Có những thức ăn mình cần phải ăn. Phải thức ăn đặc đó. Ý là nói đến mình đặt mình ở trong lời của Chúa. Nuôi mình ở trong lời của Chúa. Thực hành lời của Chúa. Áp dụng lời của Chúa ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Khi mình tập tành điều đó Thì đó chính là lúc cho mình cái khả năng Một cái năng lực thuộc linh Một sự khôn ngoan từ trên cao Một sự trong sáng Một sự nhạy bén từ thánh linh của Đức Chúa Trời Để mình phân biệt Đâu là mưu và sự lừa dối của Satan ở Trong cuộc đời của mình Thưa quý vị Cho nên mình cầu nguyện để Chúa cho mình thấy được cái điểm này. Mình có cái thì giờ để mình trao dồi cuộc đời của mình ở trong lời của Chúa không? Hay là mình qua loa đối với lời của Chúa? Khi mình qua loa đối với lời của Chúa đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ rớt vào cạm bẫy và sống trong mưa trước của Satan một cách rất là dễ dàng. Thưa quý vị, cái điểm thứ nhì làm sao để chúng ta nhận diện ra mưa trước hay là sự lừa dối của sa tan đó là chúng ta phải biết được nhận diện ra cái bản chất của kẻ thù nhận diện ra bản chất của của kẻ chống đối thưa quý vị chúa giêsu cũng cho chúng ta thấy ở trong gian đoạn 2, câu 23 đến câu 25. mươi ngài biết rõ mỗi người ngài biết rõ từng người ngài biết rõ mọi điều trong lòng của họ có thể mình sẽ không biết rõ cái điều gì ở trong lòng của của người này người kia nhưng thưa quý vị mình nhìn vào bản chất của từng người mình nhìn vào bản chất thì mình hiểu được mình hiểu được cái bản chất đó mình nhận diện ra cái bản chất đó như thế nào mặc dù mình có thể không biết được tất cả mọi sự ở trong lòng của người đó nhưng mà thưa quý vị mình nhìn vào cái hoàn cảnh mình nhìn vào tình trạng nhìn vào cái sinh hoạt mình hiểu được như thế nào và thưa quý vị cái sự hiểu biết này nó đến từ lời của chúa lời của chúa trang bị cho mình một sự trong sáng để mình có thể nhìn nhận được cái bản chất của con người ở một khía cạnh nào đó họ mình cẩn thận hơn mà không rớt vào cái sự lường gạt và thưa quý vị khi mình nhận rõ được cái bản chất của satan phải không sa tăng là cái đứa nó cám dỗ mình nó nó mưu mô mưu mô và nó gạt mình hàng ngày đúng không cho nên mình mình thừa biết được cái bản chất của Satan tăng là gì cho nên khi lời của chúa giúp mình nhận biết được cái bản chất của sa rồi thì mình sẽ tránh nó được những cái bản chất của nó và thưa quý vị từng cái việc nó đưa đến trước mặt chúng ta nếu chúng ta có đủ lời của Chúa sống trao dồi ở trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ biết được cái bản chất của điều đó nó như thế nào nó gạt hay là nó không gạt cái ví dụ một người đang đến cái tuổi tìm bạn để hướng đến một tương lai mà có một người chưa tin chúa muốn làm quen với mình và người đó có một sắc đẹp đủ để quyến rũ thì thưa quý vị nếu mình không có một cái sự nhạy bén đủ ở trong lời của chúa đó thì mình không nhận ra được cái bản chất của cái chuyện này mình chỉ thấy à vẻ đẹp quá người này dễ thương quá ồ người này có vẻ thích hợp quá ồ đến ở trong một cái thời điểm rất đúng mọi thứ rất đúng nhưng cái bản chất của họ cái phía sau đó là gì là chưa tin chúa nếu mình nhảy bán đủ mình nhận à cái này rồi có chừng coi chừng bị gạt là cẩn thận liền tránh ra xa liền bởi vì Lời Chúa dạy rất là rõ Chứ mang ạch chung với những người chẳng tin Và đây là một trong những cái Mà chúng ta cần phải để ý sa tăng nó gạt chúng ta hàng ngày trong chỗ này Tôi không nói rằng lập gia đình với người chưa tin Chúa là không tốt Nhưng thưa quý vị Trong, trong kinh nghiệm Tôi thấy lập gia đình với những người Chưa tin Chúa về sau này họ rất tốt có vài trường hợp như vậy chứ không phải hầu hết là vậy hầu hết đều là thất bại hầu hết đều có nan đề hầu hết đều có khó khăn hầu hết đi đến chỗ gãy đổ chỉ một vài trường hợp là họ gây dựng với nhau rất tốt về sau họ tin Chúa họ trưởng thành ở trong chùa rất tốt một vài trường hợp chứ không phải hầu hết nhưng phần đông là thất bại cho nên mình cẩn thận dựa nhìn vào cái bản chất của vấn đề để nhận diện ra nhận diện ra sự lừa dối nó nằm ở trong đó. Cái điểm thứ ba mà chúng ta cần phải có trao dồi để mình dễ nhận diện ra cái cái mưu trước hay sự lừa dối của Satan đó là kiên trì ở trong sự cầu nguyện. Thứ nhất sống ở trong lời của Chúa. Thứ nhì nhận biết cái bản chất của của vấn đề của sự lừa dối đó nhận biết bản chất của cái vấn đề đó. Và thứ ba là dành gì? Sống ở trong sự cầu nguyện. Nếu mình không cầu nguyện, nếu không có cái nếp sống cầu nguyện, rất dễ để chúng ta rơi vào những cái chỗ chúng ta không phân biệt được đâu là dữ và đâu là lành, đâu là lừa dối và đâu là sự thật. Thưa quý vị, phân biệt được điều tốt phân biệt điều gì là tốt nhất để trong ngày của Đấng Chris anh em được trong sạch không chỗ trách được. Là trong Philip động 1 câu 9 đến câu 11 như thế này. Điều tôi cầu xin. Điều tôi cầu xin ấy là tình yêu thương ở trong anh em mỗi ngày gia tăng và cùng sự hiểu biết và mọi sự nhận thức sâu sắc giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất thưa quý vị nếu chúng ta không có cái sự cầu nguyện hàng ngày, không tập thành cái nếp sống cầu nguyện hàng ngày, hay là ít nhất siêng năng ở trong sự cầu nguyện, siêng năng trao dồi mình ở trong lời của Chúa, thì chúng ta sẽ nhận diện ra bản chất của vấn đề. Vì thế nếu chúng ta thấy mình đang ở trong chỗ nào thiếu sót điều gì tại sao mình cứ mắc vào những cái sự lừa dối của xã tan hoài thì đây là lúc chúng ta nên nhường lại chúng ta đặt mình trở lại với lời của chúa nuôi mình ở trong lời của chúa thường xuyên để từ đó lời chúa ban cho mình một sự khôn ngoan sự trong sáng sự nhạy bén để phân định được cái bản chất của sự lừa dối bản chất của vấn đề hầu nhận diện ra một sự dối gạt nằm phía sau đó và tránh đi và tiếp tục nuôi mình ở trong sự cầu nguyện để mình chúa cho mình một năng lực và trong chính cái sự cầu nguyện đó thánh linh của đức chúa trời sẽ bày tỏ cho chúng ta để chúng ta phân biệt được đâu là điều chúng ta cần đi tới và cần giữ mình và đâu là cái chuyện mình cần phải né giàu cho cái lời mời gọi đó nó dường như có ý tốt giống như sang ba tobia và gesem gọi mời nehemi đến một cánh đồng nào đó cánh đồng ô ở một cái làng nào đó để nói chuyện với nhau để cầu giải quyết những cái xung đột nhưng nehemi đã nhận diện ra cái mưu trước về sau đó khi nói đến mưu trước, khi nói đến sự lừa dối, là cái bề mặt của nó luôn luôn đẹp, luôn luôn thích hợp, luôn luôn hợp tình, hợp lý. Và đặc biệt, ở trong đoạn 6, từ câu 16 đến câu 19, chúng ta thấy họ có cả một cái thế lực ở bên trong, tiếp tay, áp lực. Cho nên, đôi khi mình tưởng đó là điều nên làm nhưng thật ra bản chất của nó là sự dối gạt vì vậy nếu không có sự nhảy bén ở trong Chúa và ở trong lời của Chúa trong sự cầu nguyện và qua lời của Ngài và qua Thánh Linh của Chúa thì chúng ta rất dễ thất bại trong cuộc sống của mình vì vậy qua bài học ngày hôm nay chúng ta dừng lại một chút để chúng ta tra xét lại chính mình bằng một vài câu hỏi những sự lừa dối nào mà con dân chúa chúng ta thường bị lừa dối trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đặt câu hỏi đó cho chính mình tôi thường bị lừa dối điều gì trong cuộc sống hàng ngày hay là tôi thường bị điều gì lừa dối tôi trong cuộc sống hàng ngày quý vị có đang bị điều gì lừa dối mình không những sự lừa dối đó đã mang lại một cái sự trì trệ trong cái tiến trình trong cái mối liên hệ giữa mình với chúa ra sao trong cái việc trong cái tiến trình dọn dẹp đời sống của mình trong cái tiến trình đem ra những cái bẩn thiểu của đời sống của mình ra sửa lại mọi sự đổ nát trong đời sống của mình trong gia đình của mình trong hội thánh của mình trong cộng đồng của mình những điều những cái cám dỗ đó những cái sự lừa dối đó nó đang làm trì trệ công việc của chúa như thế nào mối liên hệ giữa mình với chúa ra sao mình thấy điều đó. Nếu mình nhận diện ra điều đó thì mình sẽ phải làm gì? Thưa quý vị, những sự lừa dối nào mà sa tăng thường sử dụng để dối lừa chính mình và kết quả nó ra sao? Nói chung chung là chúng ta đang bị lừa dối bởi điều gì? Và cái kết quả hiện tại như thế nào? Và chúng ta đặt mình trở lại mình với sự cầu nguyện ở đâu? mình với nhạy bén với cái bản chất của vấn đề như thế nào hay là mình bị lừa dối xong rồi mình mới nhận diện ra cái bản chất của nó mình đối diện với lời của Chúa ra sao lời Chúa ở trong cuộc đời của mình nó như thế nào đó là những thứ mà chúng ta những khía cạnh mà chúng ta cần đặt vấn đề cho chính mình khi quý vị ngồi suy gẫm cái bài học này đó là những gì chúng ta cùng sửa soạn chuẩn bị để học với nhau trong nhiều, trong từng trong thứ bảy. Nguyện Chúa dùng điều này để ban phước cho chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện. Thì Chúa chúng con đã suy gẫm với nhau sửa soạn những điều cần phải học vào thứ bảy. Xin Chúa thương xót thăm viên nhắc nhở chúng con để cho chúng con biết chuẩn bị điều gì, những điều cần chuẩn bị để hầu chúng con có một buổi học thiệt là phước hạnh rõ ràng và ai trong chúng con cũng có một sự chuẩn bị hầu chúng con không ngỡ ngàng trong việc chúng con suy gẫm và không không thấy khó hiểu hay là bị bị trôi dạt trong cái buổi học kinh thánh con cảm ơn Chúa rất là nhiều con trao phó tất cả chúng con và sự dạy dỗ này ở trong ơn của Chúa nguyện cho chúng con bắt đầu nắm bắt những cái nguyên tắc nào đó để xây sửa đời sống của chúng con trở lại hầu chúng con dễ dàng nhận diện ra những sự lừa dối của sa tang trong cuộc sống của chúng con hàng ngày tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. À, hẹn gặp lại quý vị cái bài số 3 của đoạn 6 này. Tức là cái chiến thuật thứ hai Trân trọng kính chào hẹn gặp lại